Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nguồn vốn huy động hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có thể đạt 48.000 tỷ đồng trong năm nay. Tại hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa diễn ra cuối tuần qua, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, qua 24 đợt kết nối ngân hàng doanh nghiệp, tính đến nay các ngân hàng chi nhánh ngân hàng tại thành phố đã huy động vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp đạt hơn 37.000 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu dự kiến của thành phố trong năm nay là 20.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp được vay với lãi suất tối đa là 8% một năm đối với vay ngắn hạn và 12% một năm đối với vay trung và dài hạn. Hai tháng cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến huy động hơn 3.000 tỷ đồng vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp qua chương trình này, cộng với hơn 8.000 tỷ đồng được các ngân hàng cho doanh nghiệp vay qua chương trình bình ổn thị trường, thành phố dự kiến tổng vốn huy động hỗ trợ doanh nghiệp có thể đạt con số 48.000 tỷ đồng. Theo lãnh đạo thành phố, những tháng cuối năm nguồn tín dụng sẽ ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp bình ổn thị trường để tham gia chuẩn bị hàng Tết.